Hai mọi người, hôm nay mình sẽ thu hoạch cải xà lách khổng lồ tại nhà. Đây, để mình cho mọi người xem cái gốc của cái cải xà lách khổng lồ ha. Đây, mình mới cắt xong nè, bự hơn cái mặt của mình luôn. Đây, để mình cho mọi người coi cái lá của nó. Ngoài đây mình cũng có các loại cải xà lách khác nhau. Và cái vườn rau của mình. Cái xà lách này á mình trồng nó mau lớn lắm mọi người. Đây mình có được một cây cải bè xanh. Hôm bữa mình trồng từ những cái gốc nhỏ nhỏ thôi mà bữa mình đã quay đó, nhưng mà bây giờ nó đã lớn như thế này rồi. Ở đây mình có mấy cây ớt. Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch cái cây cải bè xanh này để đem vô mình ăn bánh xèo, tiếp tục bánh bánh xèo. Rồi, bự quá, bự luôn, tại sao mình trồng mà nó mập quá. Rồi mẹ mình sẽ cầm máy quay phim để cho mình cắt cái cải xà lách này, cải bè xanh này. Video của mình tới đây là cũng xin kết thúc. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ ha.